Hello. Xin chào cả nhà. Hello cả nhà. Hello, chào chị Hồng Mai Nguyễn nha. Chào bạn Thu Hường, chào Thu Hường nha, chào chị Hương, chào Quyết Chi. Đây là livestream đầu tiên, livestream đầu tiên sau chuyến công tác Hà Nội, một chuyến công tác rất vui. Chào chị Hương, chào Thẩm Mỹ Thanh Lụ, chào bạn An Bình nha, nhà mình comment chào nhau nào các bạn ơi. Lâu lắm rồi chúng ta mới được nhìn nhau trên livestream. Nhà mình comment xin chào nào các bạn ơi. Xin chào Linh Đan nhá. Linh Đan hay Đan Linh đây. Rồi, bây giờ chia sẻ livestream. Tối nay chủ đề của chúng ta sẽ là làm thế nào để chủ spa kinh doanh nó được nhẹ cái đầu hơn, để chúng ta kinh doanh nó được được dễ dàng, được thoải mái hơn các bạn. Làm thế nào để mình có thể là kinh doanh nó được nhẹ nhàng hơn nữa. Nếu mà bạn đang là chủ spa, thì comment số 1 là comment số 1 đấy các bạn nhá. Nếu mà đang là chủ spa thì comment số 1 các bạn nhá. Nếu mà bạn đang chuẩn bị mở spa, hoặc bạn đang kinh doanh mỹ phẩm, hoặc bạn đang làm một cái ngành khác thì hãy comment số 2 các bạn nhé. Nếu bạn làm một ngành khác hoặc là chuẩn bị mở thì comment số 2 các bạn nhé. À, hello, anh chào Quy nhá. Quy năng lượng cao. Quy sở tinh. Năng lượng rất cao. Rồi, bây giờ đi chia sẻ livestream. Bạn nào đang là chủ spa thì hãy comment số 1 các bạn nhá. Và một cái điều tuyệt vời nữa đó là Nam có những cái video chia sẻ về việc là làm sao để có thể là tư vấn khách hàng tốt hơn ở spa. Nếu mà bạn muốn nhận những cái video quà tặng này từ Nam ấy, thì hãy chia sẻ cái video, chia sẻ cái livestream này. Là chia sẻ cái livestream này lên trên 5 nhóm nhá, xong tí nữa thì Lam sẽ gửi tặng cho các bạn qua tin nhắn của các bạn nhá. Những cái chia sẻ rất là thực tế mà rất là nhiều những học viên của Lam các bạn ấy đã áp dụng thành công tại cơ sở của các bạn ấy. Chia sẻ livestream lên 5 nhóm nhá các bạn nhá. Còn giờ thì mình cũng chia sẻ đây. Hello cả nhà. Em chào chị Hiền nhá. Em chào chị Thu Hiền. Mời cả nhà. Hello chị Hương. Bây giờ đang là hiệp hội spa chuyên nghiệp. Rất nhiều người chia sẻ lên hiệp hội spa chuyên nghiệp. Rồi mình cũng đăng lên nữa để gọi là vào tường chỉ thấy mỗi mình thôi. Em chào chị Xuân nhá. Chào chị Cần. Em chào chị Cần nhá. Em cảm ơn chị Hường đã chia sẻ. Chúng ta sẽ dành cho nhau một chút thời gian để chia sẻ. Hay hai người rồi, hãy chia sẻ. Các bạn chia sẻ lên trên 5 nhóm nhá. Để chút nữa Lam sẽ gửi tặng quà sau khi kết thúc livestream này. Nó sẽ là những video chia sẻ làm thế nào để mình có thể là tư vấn khách hàng tốt hơn tại spa. Mình tin rằng là sẽ giúp cho chúng ta ở đây tăng được cái doanh số cho spa của mình, hay là cái kỹ năng tư vấn bán hàng của nhân viên hay của chính chúng ta sẽ tăng lên rất là nhiều các bạn nhá. Hiệp hội
Spa chuyên nghiệp. Rồi, hay quá. Mình hay chia sẻ lên trên các hiệp hội đó, chia sẻ rất là nhiều. Không biết là các admin có buồn mình không? Không biết À. là các admin ở đây có quý mình không? Có chị em là đang xem livestream này là admin của các hiệp hội đó không? Các bạn có quý tới không? Của em không xem được bình luận ta. Bật chế độ im lặng, vô sang trái để xem bình luận cảm xúc. Vô sang trái. Đang bật chế độ im lặng á. Là như nào? Sẽ bật chế độ im lặng. Vô sang trái. Chương trình Diễm Kiều tuyệt quá. Có Trinh Nguyễn, phần mềm livestream của anh là gì vậy? Đẹp quá. À, phần mềm của anh đó là em Galaxy Note 8. Trinh Nguyễn ạ. Em cảm ơn chị Cần đã chia sẻ nha. Chào Thanh Liêm, cảm ơn Đan Linh đã chia sẻ livestream giúp anh. Khảo sát tiếp các bạn, nếu mà đang là chủ spa thì tiếp tục comment số 1 các bạn nha. Và nếu chuẩn bị mở hoặc là đang kinh doanh một công việc khác hoặc kinh doanh mỹ phẩm. Hoặc kinh doanh mỹ phẩm thì comment là số 2, chủ spa comment số 1. Còn kinh doanh công việc khác comment số 2 các bạn nhá. Nếu mà có nhiều người nghe thì mình sẽ chia sẻ cái chủ đề làm sao mà để các bạn có thể là nghe được phù hợp nhất. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là làm thế nào để chủ spa có thể kinh doanh được nhẹ đầu hơn. Mình thoáng cái đầu của mình ra và mình có thể kinh doanh một cách bền vững hơn. Quy, sao em quay ngang điện thoại? Quy ơi, em muốn á, mọi người mà nhìn được giống như anh ấy thì em phải mở cái chế độ cho, tức là cho cái điện thoại nó xoay màn hình. Thì sau đó thì em mới bắt đầu là em livestream thì nó sẽ ra được như anh. Còn nếu mà em khóa màn hình lại, xong sau đó là em livestream thì nó sẽ rất là khó. Nó sẽ bị ngược màn hình đấy. Hello, Dương xinh gái. Dương xinh gái chủ nhật. Khai trương, hình như hôm nay khai trương đúng không Dương ơi? Chúc Dương xinh gái khai trương Hôm nay khai hồng phát trương nha em nhá. Thấy bảo chủ nhật mà. thế chắc đúng không? Đúng rồi, cho em biết với. Đấy này các bạn này, cái này nó là bí mật, là công thức về livestream ở trong kinh doanh spa chuyên nghiệp, nên sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Đó là chẳng hạn như là mình sử dụng cái điện thoại ở đây, đó là sử dụng cái điện thoại đó là Samsung Galaxy Note 8, cho nên là màn hình nó rất là nét. Và ở trước mặt mình này, tức là cái chỗ mình chỉ tay này các bạn này, đối diện với cái điện thoại ấy, đối diện cái điện thoại đó là một cái ánh đèn, nó là một cái đèn led nhỏ các bạn ạ. Các bạn có thể lên trên Lazada và ghi đó là cái gì nhỉ, bộ kẹp livestream đúng không, Vâng. bộ kẹp hay là bộ, nói chung là bộ dụng cụ hỗ trợ livestream, Đèn livestream. Đèn thì nó sẽ bao gồm là một cái chân quay, một cái đèn led, và đúng rồi, chỉ thế thôi. Thế sẽ giúp chúng ta có một cái không gian livestream nó sáng hơn rất là nhiều. Dương sinh gái đi học nên em sẽ đáp không kịp ý. Em dùng Note 8 mà toàn vững màn hình. À thế à, thế thì Đăng Ninh phải gặp anh ở trong kinh doanh spa chuyên nghiệp rồi. Thế sẽ có bối cảnh livestream rất là tuyệt vời. 18 người. Oh. Hello, xin chào các bạn ở bên link của Hùng nhá. Chào Leo Huyền. Quần áo ạ? À, quần áo sao lại ghi chữ Huyền Leo thế kia? Quần áo mà tên Facebook lại làm Leo. Cả neo của quần áo. Ok các bạn, cái livestream ngày hôm nay của chúng ta này nó sẽ bao gồm hai phần. Sẽ bao gồm hai phần các bạn nha, Phần 1 đó là phần chia sẻ làm thế nào để chúng ta có thể là kinh doanh spa một cách nó được thoải mái hơn, nó được nhẹ cái đầu hơn.
Và cái phần số 2 của chúng ta sẽ là cái phần hỏi đáp. Cho nên rằng là nếu mà các bạn có câu hỏi rồi thì các bạn đặt câu hỏi dần ở đây các bạn nhé. Đặt câu hỏi dần ở đây thì tí nữa chúng ta sẽ phần hỏi đáp là Lam với cả bạn Hùng sẽ chia sẻ các bạn về hỏi đáp. Bạn Hùng thì sẽ chia sẻ nhiều về việc marketing và tư vấn mở spa làm sao để chúng ta có thể có được cái những cái ngày khai trương nó thuận lợi nhất. Đó, chuẩn bị cái gì rồi là marketing ra làm sao ở cái giai đoạn mà trước khai trương đấy các bạn. Còn Lam thì thường là ở trong cái giai đoạn mà mọi người đã kinh doanh rồi. Hay là cũng tư vấn giống vậy nhưng mà bạn Hùng thì bạn sẽ chuyên hơn. Chia sẻ live stream giúp Lam các bạn nhé. Chia sẻ live stream cho xem là có bao nhiêu người vào. Full sum tận tâm. Chia sẻ kinh nghiệm full sum tận tâm. Toàn tán vào những cái hội mà đã phi duyệt. Tiền là nhẹ thôi. Có tiền là nhẹ thôi, đúng rồi đấy. Ok các bạn, đã xong phần thủ tục rồi, xong phần chia sẻ rồi. Bây giờ nhà mình, nếu mà bạn đã sẵn sàng để nghe cái phần chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay rồi thì comment là hai chữ S nha các bạn nhé, là sẵn sàng ấy. S nhé, comment là S để phần chia sẻ của chúng ta bắt đầu này các bạn này. Comment SS để chúng ta bắt đầu nhé các bạn nhé. Ok, hay quá, sẵn sàng rồi. Rồi, ok, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thế đó sẽ là làm thế nào để chủ spa có thể là kinh doanh nó được dễ dàng hơn, kinh doanh được thoải mái cái đầu hơn. Thì đây đó là những cái phần mà mình... Đây là những cái chia sẻ mà thực sự mình cảm thấy rằng là rất là nhiều chủ spa ở ngoài kia chúng ta đang gặp phải, có thể không phải bạn hoặc cũng có thể là đang là bạn. Chúng ta đang gặp phải cái vấn đề này rất là nhiều và dẫn đến cái việc nó làm chúng ta kinh doanh cảm thấy nó mệt mỏi hơn. Nếu mà trong cái quá trình kinh doanh của chúng ta đã có cái lúc nào đó mà bạn cảm thấy nó hơi mệt, có thể là mệt vì nhiều tiền thì không cần phải comment xuống nha nhưng các bạn nhé. Nhưng mà do mệt mỏi vì do việc là chúng ta chưa có nhiều doanh thu, mệt mỏi vì chúng ta chưa có nhiều khách hàng thì hãy comment là có các bạn nhé. Nếu mà đã từng thì comment là có các bạn nhé. Thì mình sẽ chia sẻ giúp các bạn làm thế nào để chúng ta có thể là nhẹ cái đầu hơn đi. Và chúng ta cần nhớ điều này, đó là khi mà cái đầu của mình thoải mái thì mình kinh doanh nó mới được là thuận lợi, nó kinh doanh nó mới được phát triển. Còn mình vừa kinh doanh và cái đầu của mình nó rất là ức chế, đầu của mình nó rất là nặng nề thì gần như là chúng ta sẽ rất là khó để có được những cái ý tưởng, rất là khó để có được những cái giải pháp nào đó kinh doanh nó được thuận lợi nhất và ra được nhiều. Ví dụ như là làm sao mình có thể nghĩ ra được những cái ý tưởng về marketing để thu hút khách, hay làm thế nào để mình có thể cải tiến những chất lượng dịch vụ của mình nó tốt hơn khi mà cái đầu của mình nó đang rất là nặng nề, cái đầu của mình nó đang rất là mệt mỏi, đúng không? Vậy thì chúng ta phải biết được rằng là chúng ta đã từng hoặc là chúng ta đang ở trong giai đoạn đó mệt mỏi, lo lắng, đúng không? Đôi khi là mình cảm thấy là mù đường, nói chung là hoặc là mình cảm thấy dạng như kiểu là mờ mịt về tương lai đấy các bạn. Rồi, hay quá, có rất là nhiều có. Vậy thì bây giờ này các bạn này, cái thực tế của chúng ta ấy, đó là phần lớn mọi người bắt đầu bước vào kinh doanh ấy, phần lớn mọi người bước vào kinh doanh là do chúng ta ấy, có thể là một đó là chúng ta nhìn thấy là cái ngành spa bây giờ nó đang hot, nó đang phát triển, hoặc là chúng ta nhìn vào mục tiêu đó là về tiền, đó là thấy ở đây cái ngành này nó
lợi nhuận cao hay là nhiều người kinh doanh spa mà kiếm được nhiều tiền, nói chung là thấy nhiều người kinh doanh spa mà giàu rồi là chúng ta cũng nhảy vào chúng ta kinh doanh theo, hay là chúng ta cảm thấy rằng là bây giờ mình đi làm đủ nghề rồi nhưng mà thấy những cái công việc trước đây của mình nó mệt mỏi quá, đúng không ạ? Mình đi làm mà mình cảm thấy là không được thoải mái, không được tự do lắm và mình muốn nhảy ra kinh doanh, và lúc này mà muốn nhảy ra kinh doanh để cho nó tự do, cho nó được thoải mái cái đầu, thì mình lựa chọn là không biết kinh doanh cái gì bây giờ, và mình nghĩ rằng là mình là nữ, là phụ nữ là phải kinh doanh cái gì mà liên quan đến nữ là chính, đúng không ạ? Không quần áo thời trang thì bắt đầu là làm đẹp, không thời trang thì đi làm đẹp, đúng không? Cách đây khoảng tầm 3 năm thì cái ngành thời trang lại là ngành nở rộ, như mọi người là không biết làm cái gì cả thì đi mở cửa hàng quần áo thời trang. Còn ở thời điểm hiện tại là mọi người gần như nó là không lựa chọn được cái gì cả, hoặc là không biết là làm cái gì cả, thì bắt đầu là ra mở spa. Thì cái nhu cầu của cái thị trường nó đang thay đổi là như vậy. Cái việc là mở shop quần áo nó lại giảm bớt rồi, mọi người chuyển dần sang là kinh doanh quần áo trên online. Còn bây giờ là đang ở trong cái giai đoạn là mọi người thi nhau theo kiểu rằng là không biết làm gì thì bắt đầu đi học nghề làm đẹp, đi học nghề spa và ra mở cơ sở và làm chủ, đúng không ạ? Thì cái thực tế của chúng ta đó là gì? Khi mọi người nghĩ rằng chẳng hạn như là đang làm một cái công việc cũ của chúng ta, mình thấy là mình áp lực, mình cảm thấy là mình mệt mỏi, mình cảm thấy rằng là mình cày tiền cho người khác, mình đi làm thuê mình cày tiền cho người khác, biết bao giờ cho nó giàu đây, và mình bắt đầu mình bỏ ra để mình kinh doanh, đúng không ạ? Mình cứ tưởng rằng là mình được làm chủ, sau này mình làm chủ một cái cơ sở rồi mình sẽ giàu có, mình sẽ thoải mái hơn, mình sẽ nhẹ cái đầu hơn, nhưng không ngờ là nó đâu được như vậy, đúng không? Mình lại bắt đầu là hàng ngày mình đi học nghề này, tuyển nhân viên này, rồi là tự tay set up cơ sở vật chất này, rồi là làm đủ thứ trên đời. Hàng ngày khách đến là mình tự làm, mình tự cày, đúng không ạ? Sáng mình mở cửa ra và tối mình đóng cửa vào. Nói chung là câu chuyện của chúng ta đó là hàng ngày cứ đóng và mở thôi, đúng không ạ? Thò ra rồi lại thụt vào, đóng rồi mở, đúng không ạ? Có khách thì làm, mà không có khách thì ngồi chơi, ngồi đợi. Và hàng tháng có tiền thì mình ok, gọi là có tiền. Mà không có tiền thì mình bảo là ồ, tháng này làm ăn không tốt, thị trường bây giờ đang không có nhu cầu, đúng không các bạn? Và phần lớn cái tâm lý của mọi người thường là như vậy. Và chính từ cái tâm lý đó, chính từ cái việc đó là chúng ta gần như là cam chịu ấy các bạn ạ. Cứ mặc định như là thằng đối thủ, rồi là thằng đối diện nhà mình nó cũng như vậy thì mình cũng được phép như vậy. Mình ít khách thì nó cũng ít khách, mà nó ít khách thì mình cũng ít khách. Mình ít tiền thì nó cũng ít tiền, có sao đâu, đúng không ạ? Đấy là do khách hàng thôi. Và cuối cùng là chúng ta, thời gian cứ trôi đi và thành quả hay là mục tiêu của các bạn ở đây đó là tiền chả thấy đâu cả, đúng không ạ? Tiền không thấy đâu cả. Mình cứ nghĩ được rằng khách hàng nó không có nhu cầu nữa, hoặc là khách hàng ở đây, cái khu vực này là người ta đang chưa có nhu cầu. Chúng ta cứ nghĩ cái điều đó dẫn đến cái việc đó là mình cam chịu. Và khi mình cam chịu như vậy, đã mất tiền đầu tư mở cơ sở rồi, đã hàng vài trăm triệu mở cơ sở rồi, đầu tư vài cái máy nữa, đúng không ạ? Tuyển nhân viên hàng tháng, chi trả tiền thuê mặt bằng, tiền lương nhân viên, tiền khấu hao máy móc, tiền đầu tư máy móc, tiền mua sản phẩm, tiền marketing, nói chung là rất là nhiều các thể loại tiền. Mà tiền chi ra thì nhiều mà tiền thu vào thì chẳng thấy đâu cả, dẫn đến việc chúng ta là rất là đau đầu. Vậy thì giải pháp nào để cho chúng ta không còn đau đầu nữa? Điều đầu tiên, nếu mà bạn có đang ở trong cái tình trạng mà như tôi vừa chia sẻ đấy, thì hãy comment là đang nhé các bạn nhé, comment chữ đang nhé. Nếu mà bạn đang ở trong cái tình trạng đó thì comment là chữ đang các bạn nhé. Làm thế nào để mình có thể nhẹ đầu hơn? Thì mình phải nhìn nhận lại cái thực tế này. Nếu mà mình đang ở trong tình trạng đó, nếu mà hàng ngày mình vẫn đang cày, mình vẫn đang làm cho khách hàng mình, tức là trực tiếp cái tay của mình vẫn đang làm cho khách hàng, đang làm dịch vụ cho khách hàng, thì đó là chúng ta đang đi làm thuê cho chính chúng ta. Và quy luật của thực tế, mà thực tế luôn ấy, đó là gì? Mình tự đi làm thuê cho mình thì thường sẽ vất vả hơn là mình đi làm thuê cho người khác. Mình đi làm thuê cho người khác ấy, thì mình cứ đến giờ là mình đi làm, hết giờ là mình về, cuối tháng mình có lương. Ở cái nơi đó nó có khách hay không khách là không quan trọng, đó, cứ cuối tháng là bà có lương. Còn mình đi làm thuê cho chính mình ấy, thì bây giờ mình phải thức đêm, thức hôm, đó, mình phải mày mò, mình phải nghiên cứu, mình phải quản lý nhân viên, mình phải quản lý con người, mình phải quản lý chất lượng dịch vụ, mình phải quản lý khách hàng, đúng không ạ? Làm không tốt cho khách thì khách chửi, mà làm tốt chưa chắc đã khen, chưa chắc đã giới thiệu ai. Rồi là mình phải đầu tư hàng rất là nhiều tiền để mở cơ sở, mở công ty,
hàng vài trăm triệu, đúng không? Rồi là hàng tháng phải trả lương cho nhân viên, nuôi một đám mà họ chưa chắc đã làm tốt, chưa chắc đã làm mang lại tiền về cho chúng ta, mà mình vẫn phải chi trả. Mình phải lo lắng rất là nhiều điều. Và rồi là khách hàng đến, mình vẫn phải trực tiếp làm mới cảm thấy là nó yên tâm. Họ phải đến, đúng không ạ? Họ đến rồi chúng ta phải trực tiếp làm, chúng ta mới yên tâm. Vậy thì ở đây chúng ta đang phải tự cày bằng công sức, bằng mồ hôi, bằng xương máu của các bạn để chúng ta làm, dẫn đến cái việc đó là mình rất là nhức đầu. Và mình cảm thấy rằng là khi mình làm như vậy thì nó vừa mệt đầu này, nó vừa không có tiền. Nó vừa không có tiền. Ở đây chúng ta đang nói đến cái thực tế luôn, đúng không các bạn? Đó là hàng ngày mình đang cắm đầu quá nhiều vào việc làm chuyên môn, dẫn đến là mình không có thời gian đâu để nghĩ đến mấy cái việc gọi là marketing hay là kéo khách. Thôi không, đừng nói đến mấy cái từ đó đi, khách đến này còn chưa làm hết đây này, đúng không? Hoặc là không có khách, mà khách đến rồi thì nhân viên mãi mới có khách nha. Khách đến rồi thì lại không yên tâm về cái việc là nhân viên nó làm, cho nên mình phải tự cày. Thì tôi cứ tự làm hàng ngày như vậy thì lấy đâu ra cái thời gian làm đó? Mà ông bảo thôi là marketing đi, làm gì có cái thời gian nào mà ông bảo tôi là phải đi học đi, rồi là làm gì có thời gian nào ông bảo tôi phải đào tạo nhân viên đi, làm gì có. Và tôi đang phải bận làm đây này, không làm lấy đâu ra tiền để trả lương nhân viên bây giờ, không làm thì lấy đâu ra tiền để trang trải chi phí bây giờ đó. Và đó là cái lý do dẫn đến cái việc đó chúng ta rất là mệt mỏi, rất là nhức đầu khi kinh doanh. Nó không giống như những cái gì mà chúng ta mơ ước trước khi mà chúng ta bắt đầu công việc kinh doanh này. Trước khi bắt đầu công việc kinh doanh thì mình nghĩ sau này mình sẽ là bà chủ, đúng không? Tay chân lúc là móng tay dài, bắt đầu là làm nail, móng tay lúc là cũng đẹp lắm, đúng không ạ? Chân cũng, móng tay đẹp, mặt thì phải gọi là son phấn, nói chung là đẹp như diễn viên, ăn mặc phải gọi là gì nhỉ, thướt tha, đi đi lại lại đếm tiền. Nhưng mà không được như vậy, đúng không các bạn? Đến cái thực tế bắt đầu là hàng ngày gì cắm đầu cắm cổ và làm cho khách, tay chân lúc nào cũng lấm lem cái mực, rồi là mỹ phẩm, rồi là những cái sản phẩm nó dính hết vào tay của chúng ta rồi. Rồi lại mặt mình lại phải trực tiếp là test sản phẩm, rồi là chân tay mình cũng trực tiếp là test sản phẩm, đầu tóc thì rối bù ra, đúng không? Lúc nào mặt mũi cũng nhăn nhó. Thì nó không phải là cái thực tế mà chúng ta đã từng nghĩ, nó không phải là cái điều mà các bạn mong muốn trước khi các bạn đầu tư cơ sở. Vậy thì cái phần đầu tiên Nam muốn nhắc lại đó là gì? Các bạn hãy nhớ lại cái phần, cái giai đoạn mà trước khi bạn mở cái cơ sở ấy. Chúng ta nhớ lại cái giai đoạn trước khi chúng ta mở cái cơ sở. Cái giai đoạn nó, những cái suy nghĩ trong đầu của chúng ta nó đẹp lắm. Và phần lớn là khi chúng ta kinh doanh được một vài tháng thì chúng ta quên mất những cái mục tiêu đó. Chúng ta quên mất đi những cái hình ảnh đó, mà chúng ta tập trung vào việc đó là cày, 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 cày. Và làm cho chúng ta là không còn tư duy, không còn thời gian để làm bất cứ một cái thứ gì nữa cả. Dẫn đến là chúng ta thực sự là hai từ đó là mệt mỏi. Và đến một giai đoạn nào đó khi không thể chịu đựng được nữa thì chúng ta sẽ gần như đó là bỏ cuộc, đúng không ạ? Khi mà người thân của mình bảo thôi không có khách đâu bỏ đi, rồi khi chồng của mình bảo thôi trời ơi hàng tháng gần này tiền, mỗi một tháng bỏ ra bao nhiêu tiền chi phí đây mà chả thấy thu lại đồng nào cả, thôi nghỉ đi làm cái khác, hoặc là nghỉ đi để chồng nuôi, đúng không ạ? Thì chúng ta bắt đầu là thấy mủi lòng rồi. Mình bảo mấy tháng rồi chẳng có lượng, chẳng có khách hàng, hoặc làm bao nhiêu năm nay cũng chả thấy tiền đâu, thôi nghỉ, đúng không ạ? Cho nó nhẹ đầu, nghỉ một thời gian, xong sau đó là làm cái khác. Đó, nếu mà chúng ta ở trong cái giai đoạn mà mình mệt mỏi như vậy thì đến một ngày nào đó người thân của chúng ta họ sẽ khuyên là như vậy. Nếu mà bạn cảm thấy mệt lắm rồi thì nghỉ cũng không sao cả. Nhưng nếu mà cái công việc kinh doanh spa này, kinh doanh cái ngành làm đẹp này là cái niềm đam mê của bạn, là cái thứ mà bạn rất là yêu thích, hay là ước mơ của bạn từ cái thuở nhỏ ấy, thì lời khuyên của Nam là hãy cứ tiếp tục chiến đấu về nó. Và cái giải pháp đầu tiên để mình có thể chiến đấu được, để vượt qua những cái giai đoạn mà mệt mỏi, nhức đầu như này, đó là hãy nghĩ về cái giai đoạn là trước khi bạn mở cơ sở. Lúc đấy thì mọi thứ nó rất là đẹp, đúng không ạ? Mình có rất nhiều ước mơ, mình có rất nhiều những cái ước ao. Chỉ vì khi mà một cái thời gian mình bắt đầu mình bắt tay vào kinh doanh này, nhiều việc phải làm quá là mình quên đi những thứ đó. Và hàng ngày ấy, ví dụ như là các bạn học viên của Nam, tại vì sao Nam biết cái điều này nó sâu đến cái mức như vậy, đó là bởi vì Nam đào tạo rất là nhiều người ở Việt Nam chúng ta. Nam đã đào tạo cho gần 2.000 người kinh doanh về spa. Các bạn ạ, ban đầu thì ai cũng có những cái ước mơ đó, nó nói chung là nó rất là đẹp, có những cái mơ mộng sau này mình sẽ được nhiều tiền hơn, mình đi du lịch, mình đầu tư cho gia đình, mình làm rất là nhiều thứ. Nhưng mà thực tế không phải như vậy, ai cũng vậy. Đến với những cái chương trình đào tạo của Nam thì các bạn ấy đều có những cái nỗi buồn hay có những cái khó khăn mà các bạn ấy tâm sự là như vậy. Và ví dụ như những học viên về kinh doanh spa chuyên nghiệp của Nam thì các bạn ấy lại khác.
bắt đầu đến thì cũng giống như chúng ta. Nhưng mà khi mà các bạn ấy học xong 3 ngày thì tất cả mọi thứ nó thay đổi. Cái đầu của bạn ấy rất là nhẹ, rất là thoải mái, bởi vì các bạn ấy, bởi vì các bạn ấy biết được rằng là kinh doanh như thế nào, nó là kinh doanh. Kinh doanh nó là như thế nào? Chia sẻ với các bạn một cái bài học đầu tiên trong kinh doanh spa chuyên nghiệp. Buổi sáng đầu tiên trong kinh doanh spa chuyên nghiệp của chúng ta ấy, thì đó là Nam sẽ dành cả một cái buổi sáng đó để giúp chúng ta hiểu, hay cả một cái ngày đầu tiên đó là để giúp chúng ta hiểu được ra thế nào là kinh doanh spa. Hiểu được thế nào là kinh doanh spa. Khi mình hiểu được thế nào là kinh doanh rồi thì mình mới biết được rằng à, bây giờ tôi phải kéo khách như nào, tôi phải bán hàng như nào, tôi phải chăm sóc như nào. Nếu mình phải biết kinh doanh đã. Nếu mình kinh doanh spa mà mình không biết kinh doanh spa là gì thì cũng không khác gì cái việc mà chúng ta đi bơi ấy, ra sông, ra hồ ấy, rồi mà mình không biết bơi, tự dưng đứng trên cầu nhảy bùm phát xuống. Thì theo các bạn là chúng ta sẽ, kết quả nó sẽ thế nào các bạn? Công việc kinh doanh cũng vậy. Nếu mà chúng ta không biết, không hiểu nhiều về kinh doanh spa mà thậm chí không biết là gì thì sẽ rất là nhức đầu. Vậy thì chia sẻ cho các bạn này cái bài học số 2 này. Bài học số 2 để chúng ta kinh doanh được nhẹ nhàng, để nhẹ cái đầu hơn này, đó là gì? Chúng ta xác định ngay từ ban đầu đó là mình mở một cơ sở, mình kinh doanh, mình làm chủ. Vậy thì cái thực tế của mình phải là làm chủ. Mà người làm chủ ở đây đó là gì? Đó là chúng ta quản lý con người, chúng ta quản lý hệ thống. Tức là các bạn tuyển dụng nhân sự về và hướng dẫn các bạn nhân viên của mình làm việc, làm chuyên môn cho khách hàng, lo cho các bạn những cái phần đó là như là phần về sản phẩm, về chuyên môn. Có một bạn quản lý để quản lý về con người, đúng không ạ? Phần kế toán thì chúng ta làm, phần marketing thì các bạn thuê người marketing. Các bạn chỉ tập trung vào việc đó là dẫn dắt cả một đội ngũ đó làm thế nào để các bạn ấy có được cái năng lượng để làm việc nhiệt tình hơn. Các bạn bạn đào tạo các bạn ấy hàng ngày để làm sao để tăng được cái khả năng phục vụ khách hàng lên này, tăng được cái khả năng tư vấn bán hàng lên này, để các bạn ấy có thể phục vụ khách hàng tốt hơn, để các bạn ấy tư vấn bán hàng tốt hơn, để spa có nhiều doanh thu hơn. Việc của các bạn chỉ lên vậy thôi. Hàng ngày chúng ta sẽ không làm chuyên môn nữa, chúng ta sẽ không thò tay làm mặt khách hàng nữa. Các bạn chỉ ngồi chém gió với khách hàng thôi, tức là chỉ ngồi nói chuyện, tâm sự và tư vấn cho khách hàng thôi, chứ mình không trực tiếp làm chuyên môn nữa các bạn. Khi các bạn thực sự bỏ làm chuyên môn, tức là các bạn không đụng tay vào nữa, thì lúc đó các bạn đang chạm chân đến cái ước mơ của các bạn đấy. Khi các bạn không làm nữa thì ước mơ của bạn sẽ xuất hiện. Còn khi các bạn vẫn thò tay vào, các bạn làm từng mặt cho từng khách hàng một, các bạn làm từng ca một, thì gần như là cái ước mơ nó vẫn còn rất là xa vời các bạn ạ. Có người sẽ bảo rằng nhưng mà tôi chưa có nhân viên. Có người sẽ nói rằng là tôi spa tôi còn nhỏ lắm, doanh thu chẳng có. Rồi là tôi có rất là nhiều lý do, tôi chẳng có cái gì cả. Bây giờ tôi nhân viên tôi còn không có, thế ông bảo bây tôi quản lý con người kiểu gì? Thế lời khuyên của Nam đó là gì? Tuyển nhân viên về, đúng không ạ? Tuyển nhân viên về thì khi mà tuyển nhân viên về thì mình sẽ mất thêm nhiều tiền hơn, và mất nhiều tiền hơn nữa thì lúc đó mới có động lực. Còn nhiều người đang kinh doanh theo kiểu đó là nhà tao đấy, chi phí hàng ngày không mất cái gì cả, bây cứ nhà của mình, hoặc tiền thuê nhà rất là ít, tiền thuê nhà rất ít, không thuê nhân viên, chỉ có 1-2 cái giường thôi, và máy móc cũng không đầu tư nhiều. Thì khi mà chi phí hàng tháng không nhiều, một tháng mình có vài khách mình chốt ra được đôi 30 triệu, mình cũng tưởng thế là ngon rồi, đúng không ạ? Chi phí không có mất nhiều mà vẫn dư ra được khoảng vài triệu đúc túi, thì mình thấy là chả có động lực gì cả, mà cũng chả phải làm. Mỗi một tháng chỉ cứ nhàng nhàng thế thôi, cũng có đôi 30 triệu, thì lãi ra cũng được khoảng tầm 5-7 triệu gì đó đối với những người bình thường. Và chúng ta cảm thấy rằng là kinh doanh cứ thế thôi, ngày qua ngày nó cứ trôi đi, đúng không ạ? Và lúc đấy thì các bạn tưởng tượng này là một gì, chúng ta có một cái câu đó là gì? Muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì đi cùng đội ngũ. Kinh doanh spa ở đây cũng vậy. Nếu mà chúng ta muốn có nhiều tiền ấy, ví dụ ước mơ của các bạn phải là 300-500 triệu một tháng cơ, thì các bạn cần phải có một đội ngũ. Còn nếu mà ước mơ của bạn tháng 5-7 triệu thôi thì làm một mình được. Bạn nào giỏi làm một mình thì tháng ra 20-30 triệu thì làm một mình, đúng không ạ? Nhưng mà mình kinh doanh mà một tháng mình được vài chục triệu như vậy thì tốt nhất là đừng làm kinh doanh. Bởi vì sao? Bởi vì như thế chúng ta cũng chỉ gọi là hớt váng thôi. Chứ còn ở ngoài kia, đối thủ của chúng ta ấy, họ đầu tư một cách bài bản. Họ làm, họ đầu tư công nghệ, họ đầu tư sản phẩm, họ đầu tư cho marketing. Nói chung là họ học tập, họ phát triển một cách rất bài bản. Và mỗi một tháng các bạn có thể nhìn thấy, tôi đoán chắc là các bạn sẽ nhìn thấy là xung quanh bạn có rất là nhiều những cái con người ở ngoài kia, họ cũng kinh doanh spa như chúng ta.
hàng ngày họ không làm gì cả, họ chỉ tập trung vào việc là đi học, họ chỉ tập trung vào việc đi du lịch, đi ăn chơi, đúng không ạ? Các bạn, tôi đảm bảo rằng bạn sẽ biết rất là nhiều người như vậy và bạn cũng ao ước được như vậy. Nhưng mà bạn không biết làm thế nào để bạn có thể là được giống như vậy cả, đúng không ạ? Rồi là hàng ngày mình cứ ước, mình cứ mơ, mình thấy Facebook người ta đăng những chuyến đi chơi, mình nhảy vào, một nếu mà ai tích cực thì nhảy vào là comment là chúc mừng, chị sướng thế, chị đi chơi vui thế, em thì biết bao giờ mới bằng chị đây. Đó, người nào tiêu cực thì nhảy sẽ bắt đầu nghĩ trong đầu, mẹ con mẹ này không biết là nó có trai bao hay là nó có cái gì, ai bao cho nó mà nó nhiều tiền thế, đúng không các bạn? Tùy vào cái đánh giá của mỗi người thôi. Nhưng mà tôi biết được rằng là chúng ta ở đây sẽ biết là có những người như vậy, và mình cũng thực sự là mình ao ước được như vậy, nhưng chẳng qua là mình không được như vậy thôi. Để cho nên rằng là cái mục tiêu của chúng ta ấy, mục tiêu của chúng ta ấy, thì hãy lớn hơn một chút, hãy lớn hơn một chút. Kinh doanh ấy thì lên đặt, ví dụ như là chúng ta là những người mà thực sự là những người, chẳng hạn những người nghe livestream của Lam là những người mà chưa thực sự có được công việc kinh doanh đúng như chúng ta muốn. Vậy thì để có được công việc kinh doanh đúng như chúng ta muốn thì Lam sẽ đưa ra một cái gợi ý, đó là mục tiêu hãy để cái doanh thu của chúng ta hoặc là lợi nhuận thì càng tốt. Mục tiêu của các bạn là lợi nhuận thì quá tuyệt vời luôn, một tháng khoảng 300 đến 500 triệu. Thì đấy là cái điều để các bạn phấn đấu, đó là cái ước mơ để các bạn cần chạy theo cái ước mơ đó các bạn nhé. Còn trong đầu của mình không có một cái mục tiêu gì cả, trong đầu của mình chẳng có một cái ước mơ gì cả, chỉ mong là làm sao mình được như người ta, như người ta, như người ta, thì cuối cùng là mình sẽ không bao giờ mình được. Còn mình mong muốn là mình được những cái điều đó thì nên có một cái ước mơ ở trong đầu các bạn nhé. Ước mơ đó, một tháng cứ 300 đến 500 triệu, đó là điều tuyệt vời rồi. Xong khi mà các bạn làm được như vậy, các bạn có nhiều tiền hơn rồi, thì các bạn lại nâng cao ước mơ của các bạn đấy. Có 2 cơ sở, có 3 cơ sở, rồi có cả một chuỗi, rất là nhiều những cơ sở khác nhau. Thì lúc đấy một ngày của chúng ta lại có nhiều tiền hơn, rất là nhiều. Mỗi một cơ sở ra cho chúng ta 20-30 triệu, đúng không ạ? Chúng ta có 3-4 cơ sở thì một ngày ra cho các bạn có thể là nhiều tiền hơn rồi. Thì đó, đây là cái cách mà những người mà kinh doanh spa thành công ở ngoài kia các bạn ấy đang làm. Hàng ngày thì Nam gặp gỡ những người kinh doanh spa chưa tốt, những người bắt đầu kinh doanh spa, và những người đã kinh doanh spa rất lâu năm, và những người kinh doanh spa thành công. Và Nam thấy được rằng là những người mới kinh doanh, những người kinh doanh chưa tốt, những người kinh doanh lâu năm mà chưa tốt, thì thường là chúng ta tập trung rất là nhiều vào chuyên môn. Chúng ta làm hàng ngày, làm trực tiếp cho khách, và doanh thu không có nhiều. Rồi là ước mơ trong đầu, cái này đặc biệt luôn, là ước mơ trong đầu không có. Lam ngồi nói chuyện với những người mà họ có được công việc kinh doanh đang rất là tốt, họ có 4-5 cơ sở, nhiều hơn thì họ có 15 cơ sở, đó là nhiều hơn. Thì trong đầu của họ luôn luôn có một cái ước mơ nó rất là khát khao các bạn ạ, rất là lớn. Và lời khuyên ở đây đó là chia sẻ lại với các bạn thôi, đó là nên có một ước mơ sẽ giúp cho chúng ta có được nhiều cái định hướng hơn, nhiều cái khát vọng hơn để chúng ta phấn đấu, để chúng ta phát triển, sẽ giúp cho các bạn có được nhiều cái động lực hơn để chúng ta phấn đấu. Còn cuộc đời của mình đó, chúng ta cứ thấy nó bằng phẳng như này, thì chúng ta đang không có ước mơ, chúng ta thấy là nhàm chán quá rồi, nhưng không biết làm thế nào cả để mình có thể là bứt phá, để mình có thể có được một cái cuộc đời như mình mong muốn. Có thể nó nhiều khó khăn hơn, có thể nó có nhiều thử thách hơn, nhưng mình vẫn muốn, đúng không các bạn? Cứ làm sao nó không bằng phẳng đi thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nó có nhiều thử thách, nhưng mà cái thành quả nó mang lại từ những cái thử thách đó, nếu mà các bạn vượt qua, nó cũng sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nếu mà bạn đang bắt đầu hình thành lên một cái ước mơ nào đó rồi thì hãy thả tim nhá. Nếu mà trong đầu mình đã thấy được rằng tôi cần phải có một cái ước mơ nào đó rồi, thả tim nào các bạn ơi. Tặng một tràng thả tim nào. Đó, để chúng ta kinh doanh được một cách dễ dàng hơn, một cách nhẹ nhàng và thoải mái hơn, thì lời khuyên ở đây là không làm chuyên môn nữa các bạn nhé. Không làm chuyên môn nữa, và đừng bao giờ làm chuyên môn nữa. Mình chỉ làm khi mà mình có được một đội ngũ nhân viên họ tự giác làm hàng ngày rồi, và khi đó mình cảm thấy mình nhàn quá. Mình ngồi bắt đầu lúc này thì mình sẽ ngồi là mình làm cho nó vui, làm cho thỏa mãn cái yêu thích, cái đam mê của mình. Còn giai đoạn hiện tại của chúng ta ấy, đang chưa có nhiều khách hàng thì đừng có làm nữa. Tuyển nhân viên về để làm. Và cái thời gian của chúng ta ấy, thì chúng ta ngồi, chúng ta nghĩ làm nào để đông khách, làm thế nào để đông khách. Nghĩ cái việc đó thôi, làm thế nào để đông khách.
và làm cái gì để đông khách bây giờ. Chúng ta nên nghĩ cái việc đó thôi, làm thế nào để đông khách, và làm nghĩ. Còn đừng làm chuyên môn nữa. Khi mà mình vẫn còn làm chuyên môn cho khách hàng thì mình không nghĩ được. Đúng không ạ? Bởi vì lúc đó ví dụ như mình làm đẹp, mình phải tỉ mỉ để mình làm cho khách hàng này. Mình làm đẹp thì không sao, làm đẹp thì tốn thời gian. Mà làm không đẹp cho khách thì khách chửi, mà khách chửi thì mình sẽ mất năng lượng và mình không còn một cái tâm lý gì để mình làm kinh doanh tiếp theo nữa cả. Cho nên rằng là cái việc mà chúng ta nhảy vào chúng ta làm chuyên môn, làm kỹ thuật cho khách, nó cực kỳ là làm cho các bạn mệt mỏi. Và khi mà các bạn cứ đi học nghề, các bạn đi học về chuyên môn, càng học càng nhiều như vậy, về chúng ta càng lấn sâu vào cái công việc chuyên môn. Lời khuyên của Lam đó là gì? Các bạn làm chuyên môn khi mà các bạn đã có một đội ngũ đã làm cho các bạn rồi. Lúc đấy các bạn làm vì thích thôi, các bạn làm vì đam mê thôi. Còn giai đoạn mình chưa có khách, chưa có nhiều cái thu nhập, thì lời khuyên đó là tập trung vào kinh doanh đi. Tập trung vào kinh doanh đó là gì? Đó là làm sao để đông khách hơn, làm thế nào để mình có nhiều doanh thu hơn, làm thế nào để bán được hàng tốt hơn. Đi học về kinh doanh thì sẽ giúp cho các bạn giải quyết được những cái điều đó. Bây giờ các bạn đang tập trung rất là nhiều vào việc đó, đi học về nghề, đi học về chuyên môn, và tôi thấy rằng là các bạn còn mất rất nhiều tiền. Các bạn đầu tư nhiều tiền hơn để các bạn đi học về kinh doanh. Ví dụ như là các bạn đi học một chương trình về làm thế nào để spa đông khách hay là kinh doanh spa chuyên nghiệp ấy. Các bạn chỉ mất một số tiền rất nhỏ. Ví dụ tôi so sánh cái học phí của tôi so với thị trường, là một cái chương trình của tôi đào tạo thì có thể giúp học viên của tôi một tháng phải tạo ra 300 đến 500 triệu tiền doanh thu. Các bạn, cái số tiền học phí của chúng ta thì sẽ bằng 1/50 của cái số tiền đó. Còn các bạn đi học nghề có thể mất 10 triệu một chương trình, 20 triệu một chương trình, 30 triệu hoặc thậm chí là nhiều hơn. Và khi mà chúng ta học được cái nghề đó thì coi như là chúng ta có được cái nghề trong tay. Các cụ bảo là có nghề trong tay thì không lo chết đói, có thể đi làm thuê ở bất cứ đâu được, đúng không? Nhưng mà cái nghề đó thì không giúp cho chúng ta nhiều tiền được. Chỉ có việc kinh doanh giỏi mới giúp các bạn nhiều tiền. Chỉ việc là làm thế nào để bán được hàng, đúng không? Bán cái nghề đó, marketing cho cái chất lượng dịch vụ của các bạn, có nhiều người đến làm đi, bán được cho nhiều người thì mới có nhiều tiền. Chứ còn cái nghề đó, bản thân cái nghề đó, các bạn cứ cắm đầu vào, các bạn cứ làm hàng ngày như vậy, hì hục làm như vậy, không ra được nhiều tiền. Mà mặc dù là cái thời gian học nghề, rồi là thời gian để rèn luyện nghề, rồi là học phí để đi học nghề nó cao vô chừng, rất là cao, đúng không? Hoặc là chương trình nào đào tạo miễn phí thì kiểu gì cũng phải nhập hàng. Miễn phí là kiểu gì cũng phải đầu tư sản phẩm, đầu tư cái công nghệ nào đó, thì các bạn mất rất là nhiều tiền hơn cái việc đó. Đây là góc độ của tôi, một người làm đào tạo, tôi khuyên với các bạn như vậy. Còn cái người làm sản phẩm, cái người làm máy móc thì người ta cũng sẽ khuyên các bạn là không có công nghệ tốt, không có sản phẩm tốt thì các bạn cũng sẽ chẳng kinh doanh được, đúng không? Mỗi người một góc nhìn, và đây là góc nhìn của tôi. Tôi sẽ không yêu cầu hay là không có một cái định hướng nào đó là các bạn phải chỉ nghe tôi thôi. Còn các bạn nghe tôi để các bạn rút ra được một cái bài học hay rút ra được một cái kinh nghiệm nào đó, và đưa ra được một cái quyết định để thay đổi cho cái kết quả kinh doanh của mình các bạn nhé. Còn lời của tôi không phải là bắt buộc chúng ta cứ phải là như vậy, đúng không ạ? Tôi nói như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của những cái người đang làm sản phẩm, những người mà đang làm máy móc hay là những người đang làm đào tạo nghề. Tôi sẽ không có cái ý đó, bởi vì các bạn đang làm đào tạo nghề, làm sản phẩm, làm máy móc thì đó là cái việc cực kỳ tốt để cung cấp những cái thứ tốt cho thị trường này. Nhưng đối với chủ spa thì chúng ta nên biết đó là khi nào chúng ta nên đầu tư công nghệ, khi nào chúng ta nên nâng cao, khi nào chúng ta nên làm nghề, khi nào chúng ta nên đầu tư thêm sản phẩm, đúng không ạ? Với tôi thì lên khi mà chúng ta có nhiều khách hàng hơn, khi mà chúng ta có được đội ngũ nhân viên làm việc nhiệt tình, khi mà chúng ta có được một đội ngũ nhân viên tự giác làm việc, khi mà chúng ta có doanh thu thì bắt đầu chúng ta sẽ đầu tư để nâng cấp sản phẩm, nâng cấp công nghệ, nâng cấp cho cơ sở vật chất, chúng ta đi học nhiều hơn về nâng cao tay nghề, cho nhân viên mình đi học và phục vụ khách hàng tốt hơn. Làm sao? Đấy, rồi là mua cúp, rồi là đi Hàn Quốc, đi nước ngoài để thi thố những cái giải thưởng đó, để làm truyền thông, để tăng uy tín cho mình. Để tất cả những thứ đó sau khi mà các bạn kinh doanh tốt rồi, các bạn thấy rằng là bạn đi chơi cả tháng luôn mà không có bất cứ một cái ảnh hưởng gì cả, thì khi đó các bạn thích làm gì các bạn làm. Còn bây giờ các bạn đi ra nhà một bước thôi cũng không lo trong lòng. Để mình đi xong mình phải đóng cửa, mình đi mà mình không có ai làm thay mình, hoặc có nhân viên nhưng mà nó không thực sự làm được, bạn vẫn phải lo ngay ngáy trong lòng. Thì lời khuyên của Nam đó là tập trung vào kinh doanh, tập trung vào kéo khách đi, tập trung vào việc bán hàng, bán dịch vụ, ra nhiều tiền đi, làm đúng một việc như vậy thôi, thì các bạn sẽ có được những kết quả tốt hơn.
các bạn sẽ kinh doanh nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Còn làm thế nào để kinh doanh dễ dàng hơn ấy, thì đó là kinh doanh spa chuyên nghiệp. Nếu mà các bạn có duyên ấy, thì đi học kinh doanh spa chuyên nghiệp. Ví dụ như là Sài Gòn là 14, 15, 16 tháng 8 này, là 10 ngày nữa các bạn ạ. Đó, rồi, đó là cái cách các bạn nhé. Tổng kết lại, số 1 đó là cần có một cái mục tiêu trong đầu. Cần có một cái mục tiêu trong đầu các bạn nhé. Cần có một mục tiêu trong đầu. Nếu mà trong đầu của bạn đã có mục tiêu rồi, đã có mục tiêu rồi, thì hãy comment là đã có. Các bạn nhé, để tôi thấy là chúng ta có được cái sự thay đổi ngay lập tức. Chúng ta có được cái tầm nhìn lớn hơn ngay lập tức và có được cái khát vọng. Nếu mà đã có mục tiêu trong đầu rồi, comment là đã có các bạn nhé. Số 1 là có mục tiêu. Số 2 của chúng ta đó là không làm chuyên môn nữa. Không làm chuyên môn nữa mà tập trung vào làm kinh doanh. Các bạn nhé, số 2 là tập trung vào làm kinh doanh. Làm thế nào để kéo khách và làm thế nào để có được nhiều doanh thu hơn, tăng tỷ lệ bán hàng lên. Đó, hai cái suy nghĩ này, hai cái tư duy này, hai cái kinh nghiệm này sẽ giúp cho chúng ta kinh doanh nó được nhẹ nhàng hơn, nó được thoải mái cái đầu hơn. Nó được thoải mái cái đầu hơn. Khi các bạn áp dụng vào thực tế thì các bạn sẽ thấy được kết quả. Rồi, hãy comment xuống nào. Đã có mục tiêu thì hãy comment đã có nào. Rồi, ok, phần chia sẻ của Nam trong ngày hôm nay về một cái chủ đề đó là làm thế nào để spa kinh doanh nó được dễ dàng hơn. Thì xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần đó là đặt câu hỏi các bạn nhé. Hỏi đáp, hỏi đáp. Hỏi đáp nhé các bạn nhé. Các bạn có câu hỏi gì về phần chia sẻ vừa rồi của Nam, hay có câu hỏi liên quan đến khóa học, hay có câu hỏi liên quan đến marketing, thì các bạn có thể đặt câu hỏi nhé. Bạn Hùng và Nam sẽ trả lời, sẽ chia sẻ thêm cho các bạn nhé. Xem có ai đặt câu hỏi không. Bình Yên nhé, chào anh Nam Hùng, tuyệt vời quá. Rất nhiều chị em đã có rồi. Chúc cho các bạn có được mục tiêu trong đầu và cái mục tiêu đó nó sẽ ở trên tay các bạn. Sẽ đến với thực tế của chúng ta các bạn nhé. Để vào xem nào. Có trong đầu sẽ có trong tay. Các bạn hãy đặt câu hỏi đi. Cái phần này mới là phần hay này. Hay hơn là cái phần chia sẻ này. À đây bạn Quy, em muốn tăng khả năng truyền năng lượng cho nhân viên. Hùng sửa câu này Hùng. Quy A thêm. Tăng năng lượng cho nhân viên. Tăng khả năng truyền năng lượng. À, tăng tức là tăng khả năng của bạn đây. Truyền năng lượng cho nhân viên. Vâng. Em chào chị Quy. Ngày trước thì em cũng có một chút kỹ năng về dẫn dắt đội nhóm, lead đội nhóm. Làm thế nào để mình có thể truyền được cảm hứng, truyền được năng lượng cho nhân viên của mình. Thì nó sẽ đây là cái chia sẻ của em thôi. Để truyền được cái năng lượng cho nhân viên thì cái người đầu tiên ấy là mình, là cái người có năng lượng trước đã. Tại vì khi mình có năng lượng rồi thì mình sẽ truyền được cái năng lượng đấy cho nhân viên của mình. Đó, cũng giống như là anh Nam là một người rất là nhiều năng lượng. Đó, và Hùng chả làm gì cả. Và Hùng chỉ học anh ấy thôi là Hùng em cũng đã cảm thấy là tràn đầy năng lượng rồi. Câu hỏi em vừa xong đó. Vâng, đấy là cái câu trả lời của em chị Quy ạ. Vâng, mình trở thành người nhiều năng lượng đúng không? Vâng. Quy cũng nhiều nhiều năng lượng đấy. Học NLP. Quy rất nhiều năng lượng. Còn muốn tăng khả năng truyền đâu? Muốn tăng khả năng truyền đạt. Số 1 là mình trở thành một người có nhiều năng lượng. Và cái số 2 đó là mình phải biết cách truyền năng lượng nữa cơ. Thì cái cách để mình truyền năng lượng ở đây đó là mình cứ, ví dụ như là bài học về nhân sự nha Quy nhá. Quy là học viên của Kinh doanh Spa chuyên nghiệp khóa K06 ở Hà Nội. Quy là chủ spa Athen ở Bắc Linh này. Thì anh sẽ chia sẻ một cái chia sẻ như này này. Mình từ tắt cái này đó.
mình được học này, mình được học về đó là của cho không bằng cách cho là cái số 1. Cái số 2 của chúng ta nữa đó là, đó là mình được cái gì nhỉ, muốn người khác, muốn người khác họ làm việc nhiệt tình thì mình phải là người nhiệt tình. Giống như bạn Hùng vừa chia sẻ, muốn người khác có nhiều năng lượng, mình là người có nhiều năng lượng. Mình muốn người khác thể hiện ra được những cái năng lượng đó của họ thì mình phải là người thể hiện được năng lượng đó. Thì khi mình làm gì thì những người xung quanh của mình không cần phải nói nhiều đâu. Đây là cách của anh, còn có rất là nhiều người họ có cái cách của họ, đó là phải nói nhiều để cho người ta cảm thấy đó là năng lượng cao. Mỗi người một cách. Còn cách của anh đó là nói ít thôi, làm là chính. Làm là chính. Mình cứ làm gương cho người ta thì người ta sẽ nhìn thấy cái hình ảnh đó mà người ta làm theo. Đó, mình năng lượng cao thì người ta cũng sẽ năng lượng cao. Và ví dụ như là trong chương trình đào tạo của anh ấy, mọi người thường, ví dụ như là những cái người thầy khác hay các chương trình khác, mọi người thường có cái cách làm đó là cho học viên nhảy nhót rất là nhiều để tăng năng lượng. Còn với chương trình, ví dụ như anh thì anh thường nó không lựa chọn cách nhảy nhót, mà anh sẽ sử dụng những cái lời nói của mình, đúng không? Bằng những cái hành động thực tế, bằng những câu chuyện của mình để truyền cảm hứng cho mọi người. Thì đó cũng là một cái cách để mình có thể là tăng năng lượng cho mọi người lên. Và ví dụ như với câu chuyện, với hình ảnh của Quy ấy, thì Quy là một người tích cực rồi, năng lượng cao rồi, thì em chỉ cần là thể hiện cái điều đó hàng ngày thì nhân sự rồi là những người khách hàng của em họ sẽ nhìn thấy được cái năng lượng đó. Em cứ làm gương cho người ta thôi, muốn người ta tốt thì mình tốt, muốn người ta nhiệt tình thì mình cứ nhiệt tình lên là ok Quy nhá. Cảm ơn câu hỏi của Quy, rất là hay. Chính xác rồi đấy Quy ạ. Rồi xem câu hỏi. Bạn Ngọc Ánh hỏi là em có ý định học y học cổ truyền rồi mở spa chuyên xoa bóp bấm huyệt, đang ý định chuyên về chuyên môn cao. Học cổ truyền. Vậy thì câu hỏi là gì? Chưa hiểu. Vậy thì câu hỏi của bạn Ngọc Ánh là gì ta? Em có ý định đi học y học cổ truyền rồi mở spa chuyên xoa bóp bấm huyệt, đang ý định chuyên về chuyên môn cao. Mở thì cứ mở thôi em, bởi vì cái mô hình này cũng, nói chung là anh cảm thấy nó rất là thích cái mô hình này. Đầu tư ít tiền mà khách hàng lại nhận được rất là nhiều những cái giá trị cao. Các bạn nếu mà thấy cái live stream này nó hay, nó có ý nghĩa đối với chúng ta thì hãy giúp Lam bằng cái cách đó là chia sẻ live stream lên trên thật nhiều hội nhóm. Ở đây đó cụ thể đó là trên 5 hội nhóm, thì tí nữa thì Lam khi kết thúc live stream này Lam sẽ gửi tặng quà các bạn nhé. Đó là những cái video mà chia sẻ, hướng dẫn cho chúng ta cách làm thế nào để có thể tư vấn khách hàng được tốt hơn, để chúng ta có thể tăng được cái doanh số khách hàng của mình, doanh số bán hàng của mình các bạn nhé. Nếu mà thấy live stream hay, chúng ta học được một bài học nào đó thì hãy tặng Lam, đó là chia sẻ live stream giúp Lam các bạn nhé. Diệu Linh, anh chia sẻ suy nghĩ bên trong để nói chuyện với khách giúp em với. Diệu Linh, ok. Cái này nó là bài học cực kỳ mà bí mật ở trong kinh doanh spa chuyên nghiệp, cho nên là anh sẽ nói nhắc lại những từ khóa để cho Linh nhớ lại nha Linh nhá. Đó là em xem lại cái bài học trong ngày 3 của chúng ta. Cái số 1 là nghĩ lại về việc là suy nghĩ bên trong là gì. Cái số 2 nữa là xem là có bao nhiêu kiểu khách hàng. Cái số 2 nữa là xem vào cái phần trong là các bước bán hàng. Cái bước số 2. Bước số 2 trong các bước bán hàng, trong cái mô hình bán hàng mà anh hướng dẫn. Nha, bước số 2 đọc thật kỹ bước số 2 thì mình sẽ biết được cái cách đọc vị khách hàng, biết cách nói chuyện với khách hàng. Và một cái số 3 nữa đó là đọc lại cái kịch bản nói chuyện với khách hàng ấy, từng bước mà anh đã đọc, từng câu từng chữ ấy. Em đọc lại cái điều đó, mỗi một ngày mình đọc một lần thì em sẽ trở lên
nó dần dần nó sẽ thấm vào đầu mình và mình sẽ hành động như một cái bản năng ấy. Thì khi đó thì mình nói chuyện với khách hàng nó sẽ rất là hay, nó sẽ rất là hấp dẫn. Diệu Linh nhá. Chúc cho Diệu Linh sẽ làm thật tốt em nhá. Rất quý Diệu Linh, Lạng Sơn, Phi vào Sài Gòn để học. Bạn Liên Liên, cho em hỏi với anh, em ở nông thôn làm sao để lôi kéo khách về được ạ? Làm thế nào để khách chịu chi tiền ra làm đẹp ạ? Em ở nông thôn làm thế nào để lôi kéo được khách về được ạ? Làm thế nào lôi kéo khách về thì marketing đi em. Marketing ở đây cụ thể nó là gì? Là viết bài lên trên Facebook là kéo người ta đến spa đi, là tôi đang ưu đãi cái này này, tôi đang ưu đãi cái kia này. Hoặc là đến đây với tôi cho kẹo. Đến đây như là mồi trẻ con ấy, đến đây tôi cho kẹo này. Chia sẻ vậy nhưng mà thực nếu mà trả lời nghiêm túc ấy, đối với Liên Liên đó là nông thôn thì hay là thành phố thì bản chất đó là nó cũng giống như nhau về các nguyên tắc về kinh doanh. Và anh có rất là nhiều những học viên mà ở những cái vùng nông thôn về các bạn kinh doanh rất là tốt. Thì lời khuyên ở đây đó là đi học marketing một cách bài bản, bởi vì nó sẽ có những chiến lược với từng vùng khác nhau, ví dụ thành phố có từng chiến lược và nông thôn thì nó sẽ có những chiến lược khác nhau. Nhưng mà về cơ bản thì ở đây đó là mình cứ làm marketing đi, đăng bài lên trên Facebook rồi ngồi live stream rồi kết bạn những nhiều khách hàng của mình vào. Còn nếu mà em nói là em cũng làm hết rồi mà khó quá anh ơi, là bản chất đó là em làm cái gì chứ không phải làm những thứ mà anh đã hướng dẫn cho các bạn khác làm. Chúng ta phải làm đúng thứ thì nó mới ra được kết quả, đúng không? Ví dụ như một thằng răng vâu mà không có tiền mà đến tán một em rất là xinh, ví dụ như tán em rất là xinh xắn, xinh gái, răng vâu chân lại còn ngắn, da đen nữa, đúng không ạ, lại còn không có tiền, lại ví thì mỏng, thì chắc chắn mình không yêu rồi. Nhưng mà răng nó vâu này, chân nó ngắn, da nó đen mà ví nó dày cục thì tỷ lệ mà yêu có khả năng sẽ rất là cao, ở 1% nào đó là sẽ yêu, là sẽ đồng ý. Đấy, cho nên là mình có biết cách nào thôi, đúng không, là sẽ chiến đấu được hết. Liên Liên nhá, đi học. Khó hay dễ nó là cái kết quả của việc đó, là mình biết hay không biết. Mình biết làm thì sẽ rất là dễ. Ví dụ như là rất là nhiều học viên của anh họ làm thành công, nhưng mà kể cái trường hợp gần đây nhất đó là gì, chẳng hạn như là khóa vừa rồi ở Hà Nội chẳng hạn, thì đáng nhẽ là ngày thứ 3 mới là ngày học về tiền, tức là ngày học về thứ 3 thì mới có tiền. Còn ngày thứ 2 thì học là có khách rồi, có rất là nhiều các bạn ấy ra hàng trăm khách hàng ở trong lớp học. Ở ngày thứ 3 thì bắt đầu mới ra được tiền. Thì có những học viên các bạn ấy nghe các bạn hiểu ý. Rồi là ở buổi chiều thì anh có nói trước một phần đó là làm thế nào để ra tiền. Thì các bạn ứng dụng ngay ngày thứ 2 thì đến sáng ngày thứ 3 đi học, các bạn đã khoe rằng là tối ngày hôm qua vừa ứng dụng bài tập và ra được 30 triệu. Thì đấy là một cái điều mà tuyệt vời thôi, ngồi nói chuyện, ngồi làm loanh quanh một tí thôi ra được mấy chục triệu. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là nếu biết cách thôi thì nó sẽ rất là dễ. Còn mình không biết cách thì mình sẽ cày cuốc cả năm trời, đúng không? Thậm chí là cả tháng mình không ra nổi đến 10 đến 20 triệu nếu mình không biết cách làm. Còn nếu mà chúng ta cứ làm thường xuyên theo những cái chúng ta cứ làm thường xuyên theo những cái phương pháp, nếu mà em được biết thì em sẽ làm dễ hơn rất là nhiều. Cái việc mà tháng mà chúng ta có được 100-200 triệu đấy là cái chuyện quá bình thường. Quy à? Quy ơi, tí nữa anh sẽ nhắn tin cho Quy nhá về một cái chính sách mới. Về cơ bản là giá thì vẫn thế nhưng mà ưu đãi thì sẽ thêm. Nó sẽ là kèm thêm rất là nhiều thứ và rất là nhiều mấy anh chị ở K06 ấy đã đăng ký rồi. Thế là anh sẽ thêm những chính sách nữa. Anh sẽ tập trung vào cái việc đó là chúng ta sẽ có được một cái nơi ở tốt hơn và cái việc mà đi lại của chúng ta nó sẽ thuận tiện hơn. Nói chung là chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Quy nhá. Nếu mà Quy được đi học cái chương trình ở Đà Nẵng tháng 9 này thì cái khả năng truyền đạt của em hay là cái năng lực của em sẽ tăng rất là cao. Và anh tin rằng là Quy là một người mà anh sẽ đặt anh đặc biệt để ý ở trong chương trình đó. Và cái mô hình kinh doanh của em nó rất là dễ nhân bản. Năng lượng của cái con người của em nó rất là tốt. Thì khi mà em chỉ cần em có đủ vũ khí, em chỉ cần có đủ kiến thức thì em sẽ phát triển cực kỳ nhanh.
Khuya. Có rất là nhiều bạn nữa anh cũng cảm thấy rằng là về cơ bản là về con người của bạn ấy rất là tốt, nhưng về cái mô hình kinh doanh thì khó nhân bản. Còn về mô hình của Quy thì sẽ rất là dễ nhân bản và rất dễ để trở thành một cái đơn vị lớn mạnh hơn. Tí nữa anh sẽ nhắn tin cho Quy về cái chương trình tháng 9 này Quy nhá. Các bạn đã học kinh doanh spa chuyên nghiệp này thì Lam chia sẻ đó là chương trình tháng 9 thì Lam có một cái chương trình rất là sâu dành cho spa, làm thế nào để chúng ta có thể là tạo ra được một cái mức doanh thu khủng hơn một buổi chiều khoảng tầm 3 giờ đồng hồ. Chúng ta ra được một cái mức doanh số khoảng tầm là 2 đến 300 triệu trong một buổi chiều. Thì cái chương trình này là ở khóa K04 Lam bắt đầu là chia sẻ và tuyển sinh ở trong kinh doanh spa chuyên nghiệp, tức là chỉ có các bạn học kinh doanh spa chuyên nghiệp mới được học cái điều này. Bởi vì các bạn đã biết được những kiến thức của Lam rồi, đã có nền tảng để chúng ta ứng dụng thì chúng ta mới làm được cái việc đó. Còn các bạn nào mà chưa học kinh doanh spa chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ chưa học được chương trình này. Còn với các bạn đã học kinh doanh spa chuyên nghiệp thì tháng 9 có một cái chương trình, nó gọi là chương trình mà có thể giúp các bạn đứng được sân khấu và các bạn có thể bán được hàng trước một cái đám đông, và cũng chia sẻ về việc chúng ta xây dựng được một cái hệ thống kinh doanh mỹ phẩm, rồi là đào tạo nhân sự, rồi là xây dựng được dẫn dắt và thu hút được rất là nhiều người họ phải đi theo mình và cùng kinh doanh với mình. Và cái thực tế nhất chúng ta có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ tổ chức được rất là nhiều những cái chương trình có thể tạo ra được doanh số chỉ trong khoảng một buổi chiều chúng ta thôi, ra được những cái mức doanh số rất là lớn ở trong đó, 200-300 triệu một buổi chiều. Còn với ví dụ như đơn vị của Lam làm về marketing cho khách hàng, cho những cái spa ấy, thì Lam đã từng tổ chức những cái sự kiện và tạo một buổi chiều tạo cho khách hàng của mình những cái doanh số, rồi ở đây gọi là góp phần tạo ra mức cái doanh số là 300-500-700 triệu trong một buổi chiều, góp phần thôi các bạn nhé. Đó thì cho nên rằng là các bạn đã học kinh doanh spa chuyên nghiệp rồi thì nhắn tin cho Lam, hoặc chút nữa Lam sẽ nhắn tin cho các bạn nhé, chia sẻ các bạn thêm về cái thông tin này. Diệu Linh tuyệt vời quá. Rất vui là được gặp lại các bạn một lần nữa ở Đà Nẵng. Kinh doanh spa chuyên nghiệp, các bạn học viên của Lam đến tính đến bây giờ cũng đã có hơn 100 các bạn học chương trình chuyên sâu kinh doanh spa chuyên nghiệp. Thì Lam cũng sẽ giới thiệu sơ qua một chút về cộng đồng. Đây là những cái chị em chủ spa trên khắp toàn quốc, từ địa đầu tổ quốc của chúng ta đó là Lào Cai cho đến Cà Mau, tất cả mọi người Phú Quốc, rồi là ở nước ngoài thì có Úc đã về, Lào đã về. Thì đây sẽ là một cái cộng đồng mà kinh doanh spa chuyên nghiệp. Ở đó thì các chị em sẽ gần như là động viên nhau, thúc đẩy nhau cùng kinh doanh, là chia sẻ nhau những cái ý tưởng, những cái sản phẩm, những cái xu thế mới của ngành làm đẹp của chúng ta. Đây là một cộng đồng rất là tuyệt vời. Và mọi người thường là khi mọi người đi học xong, học cùng nhau chỉ có 3 ngày thôi, thì đó là 3 ngày mà cực kỳ gắn kết, 3 ngày cực kỳ là yêu thương nhau. Chương trình nào của Lam cũng vậy thôi. Cái ngày kết thúc thường là các bạn không muốn về, các bạn chỉ muốn ở lại để có thể là nhìn mặt nhau nhiều hơn nữa thôi. Và Lam cũng hy vọng rằng là cái chương trình tháng 9 này sẽ được gặp lại nhiều bạn hơn, kinh doanh spa chuyên nghiệp hơn. Ở Đà Nẵng chúng ta sẽ được học ở trong một cái môi trường, một cái bối cảnh nó sẽ rất là đẹp, sẽ rất là tuyệt vời, một cái thành phố du lịch. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm, cùng ăn, cùng chơi, cùng học tập ở đó các bạn nhé. Rồi ok, quay trở lại với hỏi đáp. Nhà mình có câu hỏi gì thì hãy đặt câu hỏi các bạn ơi. Đặt câu hỏi này, câu hỏi tiếp theo sẽ là Hùng trả lời nhá. Câu nào được tâm. Đây là góc live stream thần thánh. Chuyến đi vừa rồi mình ra Hà Nội 2 tuần và cảm thấy cực kỳ nhớ Sài Gòn, cũng như này, nhớ cái góc live stream này. Cho nên là vừa tối qua rất muộn về vào trong Sài Gòn, nếu không live stream được và ngày hôm nay phải làm ngay. Nếu mình có câu hỏi gì thì hãy đặt câu hỏi nhá, để chúng ta có thể được tâm sự với nhau được lâu dài, có thể được chia sẻ với nhau nhiều hơn các bạn nhé.
Xin chào anh Hằng nhá. À, anh Hằng để cái nó gọi là cái gì ở ảnh đại diện như nhỉ? Logo cái gì? Cái spa chuyên nghiệp của mình ấy. Ở cái ảnh đại diện của Nam này các bạn này. Khung. À, ở ảnh đại diện của Nam có một cái khung đó là kinh doanh spa chuyên nghiệp, Nam thiết kế rất là đẹp rồi. À, nếu mà các bạn mong muốn là rằng làm sao để cái Facebook của mình nó chuyên nghiệp hơn ấy, thì các bạn có thể là bấm vào cái ảnh đại diện của Nam và sau đó các bạn ghi là các bạn bấm vào cái chữ cập nhật khung ấy, thì các bạn sẽ hiện thêm ở trên cái ảnh bìa ảnh đại diện, các bạn sẽ có thêm một cái khung kinh doanh spa chuyên nghiệp rất là đẹp và nhìn cái logo của các bạn sẽ rất là chuyên nghiệp, nhìn cái ảnh đại diện của các bạn sẽ rất là chuyên nghiệp các bạn nhé. Cập nhật cái khung kinh doanh spa chuyên nghiệp, cái bài học mà cập nhật ảnh đại diện đó là cũng là một cái bài học về xây dựng thương hiệu cá nhân. Và cái các bạn thấy rằng là Nam đang để cái khung như vậy làm cho nhìn cái Facebook của mình nó trở nên nó uy tín hơn so với việc là mình không để cái gì cả. Và các bạn có thể là bấm vào cái ảnh đại diện của Nam, sau đó là cập nhật khung để ở cái chế độ đó là mãi mãi, thì nhìn cái Facebook của các bạn sẽ cực kỳ là chuyên nghiệp. Nhà mình có câu hỏi nào hãy đặt câu hỏi các bạn ơi. Xin chào anh Hằng nhé, anh Hằng like rất nhiệt tình. Có bạn nào có câu hỏi liên quan đến marketing này, làm sao để spa đông khách hơn, làm sao để bán hàng tốt hơn, hoặc là hỏi đặt câu hỏi liên quan đến chương trình đào tạo kinh doanh spa chuyên nghiệp chẳng hạn, thì các bạn hãy đặt những cái câu hỏi xuống đây các bạn. Thái Chi à, Vũ Thái, chị chuẩn bị mở spa thì học lớp gì trước? Hùng sự mời bạn Hùng nhá, sẽ tư vấn, chuyên gia tư vấn chuẩn bị mở spa. Em chào chị Thái. Chị Thái như đang mở chuẩn đang kinh doanh spa ở bên nước ngoài thì phải. Hôm trước em có nói chuyện với chị thì chị Thái bảo là 3-4 tháng nữa thì chị về Việt Nam đấy. Thì hiện tại là để có một cái quy trình chuẩn hóa nhất ấy, thì em nghĩ là nên học lớp học trực tiếp ấy của thầy Nam, khóa học kinh doanh spa chuyên nghiệp, thì nó sẽ là những cái kiến thức tổng hợp, nó gồm những cái mắt xích ấy, nó theo một cái thể thống nhất đó. Còn một số những cái khóa học khác thì nó chưa đầy đủ để giúp cho chị mình đi được một con đường dài. Đó, thì khi nào chị Thái khoảng tháng 9, tháng 10 chị về về Hà Nội thì chị liên hệ cho em để em gửi cho chị thông tin về khóa học. Chị Thái này là ở Hà Nội à? Chị Thái, vâng, chị Thái ở Hà Nội nhưng mà đang kinh doanh spa ở bên Campuchia hay là bên Singapore. Tuyệt vời nhỉ, kinh doanh được ở nước ngoài. Ở nước ngoài thì có, ví dụ như khóa 14, 15, 16 tháng 8 này tại Sài Gòn thì cũng có những học viên ở nước ngoài về học, ở Úc về học hay là ở Lào chạy sang học, thì không biết là chị Thái là ở Singapore hay là ở Campuchia ta. Campuchia thì người Việt Nam mình sang mở cơ sở bên đấy rất là nhiều. Nhiều lắm. Campuchia là một cái thị trường kinh doanh spa rất là tốt, nó vẫn còn đơn sơ khai hơn so với Việt Nam rất là nhiều. Bạn nào có điều kiện hoặc là muốn đẩy nhanh, phát triển nhanh thì sang bên đó kinh doanh. Thanh Huyền, bao nhiêu một khóa ạ? À, chị làm ở Lào. Nếu mà chị làm ở Lào. Chị làm ở Lào. Đúng rồi, Lào. Chị làm ở Lào. Việt Nam mình cũng có rất là nhiều người làm ở Lào. Hay là đang xem livestream này cũng có một cái chị này. Chị ấy cũng đang làm ở Lào, có 3 cơ sở đang xem livestream này, làm cái ảnh bia.
xem nào. Cảm ơn câu hỏi chị Thái nhá. Thanh Huyền là bao nhiêu một khóa A à? Bao nhiêu một khóa thì chút nữa bạn Hùng sẽ chia sẻ với Huyền nhé. Huyền nhé, nếu mà em có thực sự quan tâm thì bạn Hùng bạn sẽ nhắn tin với em. Nếu mà Huyền có thực sự quan tâm thì comment là quan tâm em nhá. Dori post bài quảng cáo lên Facebook như thế nào để thu hút khách hàng hơn ạ? Post bài quảng cáo à? Nếu đã là bài quảng cáo này thì phải post lên trên fanpage rồi bạn trả tiền lên Facebook, chạy lâu dài thì bạn ra được khách hàng. Còn bài quảng cáo mà post lên trang cá nhân ấy, thì gần như nó là sẽ không có hiệu quả gì cả. Khách hàng không thích quảng cáo, khách hàng thích tự mua hàng. Cho nên là bạn hãy ở trên trang cá nhân của bạn thì hàng ngày bạn chia sẻ về spa, chia sẻ về khách hàng, chia sẻ về những câu chuyện của khách hàng của mình thôi, chứ đừng quảng cáo lên trên đó làm gì hết. Quảng cáo lên trên đó thì bạn sẽ không hút được khách đâu. Đôi khi ạ. Còn muốn quảng cáo, sử dụng từ quảng cáo thì lên đăng lên trên fanpage rồi trả tiền cho Facebook đôi khi nhá. Còn bạn muốn là làm thế nào để sử dụng cái kênh không đồng, đó là trang cá nhân của bạn mà ra được rất nhiều khách, ra được rất nhiều tiền thì trang đó. Thường mọi người là không biết sử dụng, hoặc là các bạn chưa tận dụng được cái trang cá nhân của mình. Trang cá nhân của bạn ra được cho các bạn rất nhiều tiền, và cực kỳ nhiều tiền, gần như nó là nguồn không giới hạn nếu các bạn biết cách làm. Và những học viên của kinh doanh spa chuyên nghiệp thì các bạn ấy đã được học về những cái bài học về marketing không đồng, làm thế nào để hút khách đến một cách bền vững nhất có thể, bền vững mà không phải trả chi phí đồng nào cho marketing cả. Rất nhiều các bạn ấy nó tạo ra rất là nhiều doanh thu, doanh số. Có những bạn nó tạo ra được hàng vài trăm triệu rồi từ cái việc đó, có những người đã tạo ra hàng tỷ đồng từ cái việc mà marketing không đồng như vậy rồi. Thì các bạn chỉ cần quan trọng đó là chúng ta có muốn hay không thôi. Dori nha, nếu mà có duyên thì học kinh doanh spa chuyên nghiệp thì em sẽ có được nhiều cái cách marketing không, viết bài ra làm sao, live stream như thế nào này, rồi là marketing làm sao không đồng mà ra được rất nhiều khách hàng. Có phần mềm gì hỗ trợ live stream? Chị cần hỏi là có phần mềm gì hỗ trợ để live stream tốt Nam ơi. Tí nữa thì bạn Hùng sẽ hướng dẫn chị nhé. Nhưng mà về cơ bản là em không sử dụng phần mềm gì cả. Còn chị hỏi về phần mềm thì bạn ấy sẽ chia sẻ. Ánh Hằng, anh Nam ơi, anh chia sẻ kinh nghiệm live stream đi anh, sao cho thu hút được nhiều lượt xem ạ? À, đầu tiên câu trả lời dành cho việc đó là trả lời ở trên live stream nhá, anh Hằng nhá, đó là em làm chăm chỉ đi. Ví dụ như chăm chỉ giống như anh ấy, anh rất chăm chỉ trong việc live stream, bởi vì anh cảm thấy rất là mê cái việc live stream này, đam mê việc live stream, cho nên anh làm rất là nhiều. Và mình làm nhiều thì mình sẽ có được nhiều người yêu mến mình nếu nội dung của mình chia sẻ nó hay. Đó là cái số 1 về chất lượng chia sẻ. Và cái số 2 nữa, cái này thì nó cần phải đi học kinh doanh spa chuyên nghiệp. Thì ở ngày số 2 buổi chiều mình sẽ được học về kịch bản live stream và quy trình live stream để có nhiều người xem, và làm thế nào để thu hút được, tức là nhiều người xem rồi nhưng mình phải hút được người ta ở lại với mình. Ví dụ giống như anh ấy, mặc dù anh chỉ có khoảng tầm 70 mấy người, 80 người, có những lúc lên được trăm hơn trăm, thì nhưng mà nó chỉ đơn giản là như vậy, nhưng nó là mắt thật. Nó là mắt thật, là những người xem thật và là những khách hàng tiềm năng xem. Và họ ở lại với mình từ đầu live stream cho đến cuối live stream. Thì tất cả mọi thứ mà anh làm ở đây, tức là hai thằng ngồi với nhau như này, mọi người nhìn một cách rất bình thường nhưng thực ra nó là có công thức để làm. Đấy các bạn, và cái đoạn mình đang nói này nó cũng là một đoạn ở trong công thức của chúng ta. Để cho nên rằng là mình muốn làm sao để cho nó được chuyên nghiệp và bài bản để bền vững nhất thì mình cần phải đi học. Bởi vì mình không có kiến thức, không có bài bản thì ngày hôm nay mình làm cảm thấy là vui thì làm, đúng không ạ? Nhưng mà vui mà không có ra kết quả gì cả thì mình không còn vui nữa. Và khi mà không còn vui nữa thì mình không làm được. Vì vậy thì mình muốn vui được lâu dài, mình muốn được bền vững và có được kết quả ở mỗi live stream. Thì với ngành spa, với chủ spa thì mỗi một live stream các bạn có thể ra được nhẹ nhàng 15-20 triệu là chuyện rất bình thường. Với chủ spa nha các bạn nha.
cái lượt tiếp cận của các bạn, rồi lượt xem của các bạn, rồi tất cả những chỉ số của các bạn luôn luôn là cao hơn so với tôi. Khách hàng của tôi là chủ spa và nó là một con số rất là hữu hạn. Còn khách hàng của bạn là chị em phụ nữ ở ngoài kia, không có một giới hạn nào cho những khách hàng đó. Cho nên là lượt xem của các bạn sẽ luôn luôn là cao hơn với tôi. Tất cả chỉ số sẽ cao hơn và cả là doanh thu các bạn làm ra sẽ luôn luôn là cao hơn so với tôi làm. Đấy, cho ánh hàng nha. Có duyên thì em sẽ học được những cái điều đó ở kinh doanh spa chuyên nghiệp. Dori quan tâm. Ok, cảm ơn Dori nhá. Tí nữa bạn Hùng sẽ nhắn tin với Dori và em check tin nhắn nhé. Không cả là bạn ấy nhắn mà em không check được ấy. Xong hết liệu trình, tức là bạn Hùng bạn phụ trách việc đó là tuyển sinh và chốt danh sách lớp học. Đến ngày mai là danh sách lớp đóng rồi mà chẳng hạn như là em không check kịp ấy, thì ngày mai đóng rồi thì mình sẽ phải học khóa sau, và khóa sau thì học phí sẽ cao hơn. Và cái thời gian để mình trì hoãn ấy, thời gian để mình không làm gì thì nó lại dài hơn. Và cái việc là chi phí của mình nó vẫn vậy, mình vẫn phải mất gần đó tiền. Còn cái việc nếu mình đi học về thì mình sẽ nhanh có nhiều khách hàng hơn, mình sẽ phát triển hơn và mình sẽ có nhiều cái doanh thu hơn. Mình đi học sớm ngày nào thì hai ngày đó. Cho nên là hãy check inbox của bạn Hùng nha, Dori nha. Quy A Then đi học về áp dụng ra doanh thu gấp đôi gấp ba là bình thường. Bạn nào muốn đi học luôn đi. Anh cảm ơn Quy nhá. Cảm ơn Quy đã quảng cáo cho lớp học. Đây là điều rất là tuyệt vời đấy các bạn. Ví dụ như là chúng ta là một người làm kinh doanh và được, ví dụ bản thân tôi thì tôi làm đào tạo và bạn Quy là học viên của tôi. Bạn ấy vừa kết thúc chương trình đào tạo của tôi được có mấy ngày thôi. Và bạn ấy đã giới thiệu những người khác đến cho mình. Thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Và với chúng ta cũng vậy thôi, là những người kinh doanh spa, chúng ta cực kỳ mong muốn là khách hàng sẽ đi quảng cáo cho mình, đúng không các bạn? Và làm thế nào để khách hàng có thể quảng cáo cái dịch vụ của mình với người khác như vậy, thì cái này cần phải đi học kinh doanh spa chuyên nghiệp nhé các bạn nhé. Ở chương trình của Nam thì có một cái điều là như thế này này. Có một điều cam kết, đó là nếu mà bạn đi học mà cảm thấy không hay, nếu bạn đi học mà cảm thấy nó không giúp được gì các bạn cho bạn, bạn đi học mà bạn cảm thấy rằng là nó chẳng có cái ý nghĩa gì với tôi cả, nó là phí tiền của tôi, thì cam kết của Nam đó là 100% là trả lại tiền cho bạn, và trả lại tiền 100% cho bạn. Nếu bạn cảm thấy nó không hay, không ý nghĩa, không áp dụng được thì Nam sẽ trả lại tiền luôn cho các bạn. Đó các bạn nha, các bạn vừa được học hết 3 ngày, các bạn vừa học hết kiến thức bí quyết của Nam rồi. Các bạn làm và ra được khách hàng luôn ở trong lớp, ra được tiền luôn ở trong lớp. Và các bạn đòi lại tiền thì các bạn có đủ thứ. Đó là cái cam kết của Nam nếu mà bạn cảm thấy học không ý nghĩa, không giúp được gì cho bạn nhé. Bạn nào mà có quan tâm đến cái chương trình đào tạo của Nam ấy, kinh doanh spa chuyên nghiệp, thì hãy comment là quan tâm các bạn nhé. Hoa Tulip học kinh doanh spa mất bao nhiêu phí anh Nam? Mất nhiều phí lắm Hoa Tulip ạ. Mất rất nhiều mà mình được rất nhiều. Chúng ta nên hỏi là ở đó học được cái gì, xong sau đó thì hãy hỏi đến cái phí. Bây giờ chúng ta mà hỏi phí, bây giờ phí rất rẻ mà chúng ta không biết học được cái gì thì chúng ta luôn luôn kêu đắt. Và khách hàng của các bạn cũng vậy thôi, khách hàng sẽ luôn luôn hỏi giá dịch vụ này bao nhiêu và chúng ta báo giá luôn. Và báo giá luôn thì thường tỷ lệ từ chối rất là cao. Dẫn đến cái việc ở đây đó là gì? Đó là các bạn hãy không nên báo giá với khách hàng của mình, mà hãy chia sẻ với họ đó là cái dịch vụ bạn giúp được gì cho họ đã. Và với chương trình của Nam cũng vậy, các bạn hãy lên hỏi nó học được cái gì, sau đó thì hãy hỏi về bao nhiêu, chi phí là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng là mọi thứ nó là hợp lý, đúng không ạ? Còn mình cứ hỏi về giá thôi, mình quen mồm kiểu hỏi về giá như vậy thì mình cũng sẽ gặp cái khách hàng chuyên hỏi về giá. Mà các bạn quen cái kiểu mà sẽ báo giá luôn như vậy thì đi đâu chúng ta cũng sẽ làm như vậy, và tỷ lệ từ chối khách hàng rất là cao. Và thường là mình không có được cái doanh thu là từ đây, mình không bán được hàng là cái lý do này các bạn ạ. Dẫn đến là mình chỉ báo giá khi khách hàng đã hiểu cái dịch vụ của mình thôi các bạn nha. Bạn Hoa Tulip nếu mà có quan tâm đến chương trình đào tạo thì hãy comment quan tâm các bạn, là bạn Hoa Tulip nhá. Nếu bạn muốn tham gia để có thể phát triển công việc kinh doanh được nhanh nhất
Ở đây tôi nói là nhanh nhất các bạn nha. Thường kết thúc chương trình đào tạo của Lam thì chúng ta có kết quả chỉ trong vòng tính bằng ngày thôi, đến 1 ngày hay 3 ngày, 1 tuần 2 tuần là ra kết quả. Và kết quả ở đây nó là những cái kết quả mà gần như là nó là những cái điều mà chúng ta đã từng ao ước trước đây. Tại sao nó lại dễ như vậy? Em chào chị Yến nha. Chào chị Hải Yến Nguyễn. Nguyễn Mỹ Thu. Em đang làm spa nhỏ, muốn học nâng cao. Các anh biết spa nào ở Hà Nội tốt, uy tín giới thiệu giúp em. Bạn này không vào nghe từ đầu cho nên bạn đặt cái câu hỏi này. Ngay từ ban đầu đã khuyên là đừng mà tập trung vào việc đi học nâng cao tay nghề nữa. Mà tập trung vào việc đó là làm thế nào để có nhiều khách hàng hơn, tập trung vào việc đó là làm thế nào để có được nhiều doanh thu hơn, Nguyễn Mỹ Thu ạ. Spa nhỏ thì học cách làm sao để đông khách để cho nó lớn lên. Học nâng cao tay nghề lên liệu có khách không? Hả Mỹ Thu? Bây giờ tay nghề cao hơn liệu có khách hàng không? Hay là mình phải học về kinh doanh, mình học về marketing để có nhiều khách hơn, để có nhiều tiền hơn? Còn nếu mà em vẫn muốn học nâng cao tay nghề thì em tìm kiếm cái trường nào ở Hà Nội ấy mà học. Còn bản chất là ở Hà Nội thì anh cũng không có nhiều cái cơ sở tốt để giới thiệu em. Anh chỉ biết cơ sở làm marketing tốt thôi, nhiều tiền thôi, chứ anh không biết cơ sở nào làm chuyên môn tốt đâu. Bởi vì cái cơ sở nào mà nhiều tiền thì chuyên môn chưa chắc đã tốt hơn mấy cơ sở nhỏ. Họ chỉ có đông khách và nhiều tiền hơn thôi. Chị Dung Lê chuẩn mình làm tốt mà ít khách. Làm nói chuẩn. Cái này là thực tế rồi. Chuyên môn tốt chỉ vào bệnh viện thôi, người ta mới cần. Còn mình kinh doanh, mình là người kinh doanh nhé, thì mình cần đông khách, mình cần nhiều doanh thu, mình cần bán hàng tốt. Còn chuyên môn tốt là kỹ thuật viên. Nguyễn Minh Thu, nhưng muốn đông khách thì trước hết phải có tay nghề chứ ạ. Bạn này, em lên xem lại cái livestream của anh từ đầu thì em sẽ hiểu nhé Minh Thu nhé. Em hỏi luôn ở đây các chị đây này, chị ơi tay nghề các chị cao, các chị có đông khách không? Xem lại livestream của anh em Mỹ Thu nha. Cái gì mà đã nói rồi thì thường là rất ngại phải trả lời lại các bạn ạ. Chị Hải Yến Nguyễn, bao giờ có lớp ở Hà Nội? À, lớp vừa rồi sao chị lại không đi? Chị Hải Yến Nguyễn, tí nữa bạn Hùng sẽ inbox tư vấn với chị, chia sẻ thông tin về chị cho chị nhé, chị Yến nhé. Em rất cần học một khóa marketing tốt, anh Lam tư vấn cho em, Hoa Tulip. Ok, tí nữa bạn Hùng sẽ tư vấn nhé. Hoa Tulip nha, các bạn hãy check với bạn Hùng, bởi vì bạn Hùng phụ trách ở đây, đó là bạn ấy phụ trách về việc đó là tuyển sinh và phụ trách về chốt danh sách lớp học, cũng như liên quan đến việc là đó là hỗ trợ các học viên trong các lớp học, cho nên là bạn Hùng bạn sẽ làm hỗ trợ rất là chi tiết cho các bạn. Chị Hải Yến Nguyễn, theo em bạn leader trong đội marketing cần có phẩm chất gì để em có thể mô tả công việc của họ không? Mô tả công việc của leader của đội marketing à? Thì điều đầu tiên các bạn, bạn ấy phải hiểu về marketing. Bạn ấy phải hiểu những cái công việc chuyên môn của content là gì? Video, thiết kế ảnh, quảng cáo, lên ý tưởng được. Rồi bạn ấy phải có khả năng, bây giờ đã là leader thì phải có khả năng leader và quản lý. Đưa ra được những KPI để giám sát đội ngũ của mình. Rồi là có khả năng truyền động lực cho anh em thì càng tốt.
Nếu mà có những cái phẩm chất như vậy mà chị tuyển được một người như vậy thì chắc là chị phải tuyển được một cái người mà họ là chủ của một cái công ty hoặc một đội ngũ về marketing. Thường đội ngũ bây giờ, đội marketing thường là họ sẽ, cái người leader như vậy thường họ sẽ là giám đốc công ty rồi. Chị cứ ra ngoài kia chị nhìn bất cứ một ông nào giám đốc marketing của một công ty nào đấy chị lôi về. Còn với chị muốn mà phẩm chất ngay từ ban đầu ấy, mà tuyển một người giỏi ngay từ ban đầu thì rất là khó, rất là khó. Hoặc là chị làm cách này thì chị mới có người của chị này. Đó là đào tạo một người từ ban đầu, dạy cho họ về Facebook, dạy cho họ về marketing từng tí thì họ sẽ làm quen với chị được. Còn cái người giỏi thì thường họ khó về với mình lắm. Cho dù chị trả lương họ cao nhưng mà cao không bao nhiêu là đủ. Họ đã giỏi thì họ ra kinh doanh rồi. Kinh Duyên có lớp ở Buôn Ma Thuật không anh? Buôn Ma Thuật thì bay vào Sài Gòn học em nhá. Người ta ở nước ngoài người ta bay về học. Hoặc là các bạn ở Hà Nội, ở Lạng Sơn này các bạn ấy còn bay vào Sài Gòn học. Buôn Ma Thuật là cần phải vào Sài Gòn để học. Kinh Duyên nhá. Ơi, bạn nào có câu hỏi? Bạn làm kỹ sư tin học có phù hợp không em? Cái này chị phải tự đánh giá thôi chị Yến ạ. Và kỹ sư tin học nó có biết về marketing hay không? Kỹ sư tin học nó đâu liên quan đến marketing đâu. Chỉ là giỏi máy móc, giỏi máy vi tính thôi. Còn marketing thì nó bao gồm đó là cái việc những ý tưởng và những cái tư duy mà ở trong đầu. Hiểu tâm lý khách hàng, hiểu thị trường. Kỹ sư tin học thì thiên về kỹ thuật. Hai cái này nó không liên quan đến nhau. Còn ông kỹ sư tin học này mà đi học thêm về marketing nữa thì ok, không sao cả. Rồi, ok nhá mình ơi, giờ 11 giờ rồi. Phần chia sẻ và livestream của Lam và Hùng tối nay đến đây là kết thúc. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream rất là nhiệt tình và tương tác với Lam, trao đổi rất là nhiệt tình từ đầu livestream đến giờ. Rất là cảm ơn các bạn và cảm ơn các bạn đã chia sẻ livestream của Lam. Các bạn có thể sẽ nhận được quà ngay trong tối nay hoặc là trong sáng mai các bạn nhé. Và với các bạn đã comment là quan tâm về chương trình đào tạo ấy, lời khuyên của Lam đó là nếu mà có thời gian thì hãy đi học sớm, đi học thật sớm. Chúng ta đã cảm thấy là rất là khó khăn, đã rất là lâu rồi, đúng không ạ? Hàng ngày chúng ta đã sống trong mệt mỏi, chúng ta sống trong lo âu rất là nhiều rồi. Và kinh doanh spa chuyên nghiệp của Lam sẽ là cái nơi mà giúp cho các bạn có được những cái sự phát triển, các bạn có được những cái nơi mà giúp các bạn nhẹ cái đầu hơn mà nặng cái ví hơn. Các bạn định để như vậy đến bao nhiêu lâu nữa? Các bạn định để đến bao giờ nữa? Đó, bao giờ các bạn mới chịu thay đổi để các bạn có thể đạt được những điều các bạn muốn? Thì nếu mà có quan tâm thì hãy comment xuống đây là quan tâm. Và các bạn đã từng comment quan tâm rồi thì bạn Hùng sẽ nhắn tin và hướng dẫn các bạn về chương trình kinh doanh và chuyên nghiệp sắp tới tại Sài Gòn các bạn nhé. Rồi bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào.